Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Thì clip này em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, chúng ta em sẽ đo lại kích thước cho quý vị và các bạn xem lại đôi lo, kích thước khủng của đôi lo Infinity cấp 38.1 này. Đấy, thì nhiều khi cái clip về đôi lo này mình cũng đã có làm rồi, nhiều khi nó thì nó bị trôi do kênh mình còn mới quá, nó không được hiển thị nhiều. Chính vì thế hôm nay mình sẽ làm lại clip này. Trước tiên thì mình cũng sẽ đo sơ qua cho quý vị và các bạn chúng ta xem lại cái kích thước khủng của đôi lo này. Và sau đó thì mình cũng sẽ test cho quý vị và các bạn nghe. Chất âm cực kỳ hấp dẫn, uy lực mềm mại và không kém phần sang trọng của đôi lo Infinity cấp 38.1 này. Đó, đây là thương hiệu của Mỹ quý vị nha. Thương hiệu Infinity. Model của lo là cấp 38.1i. Đây là dòng lo sở hữu cấu hình lo rất là khủng, cấu hình bát ba tấc và 1m16, 1m mid đơm và một cái chép độc quyền của hãng Infinity. Đấy, thì đây bây giờ mình đo trước cho quý vị và các bạn xem ha, cái kích thước của nó. Lo này nó cao 1m2 gì ha, mình lên chân, mình để cái chân của nó lên nữa thì nó 3m4. Rồi đây, cấu hình rất khủng gì ha, gỗ nguyên khối, gỗ sồi Mỹ. Đấy, đây chiều cao đúng 1m2 nè quý vị. Đó là chiều cao của nó 1m2 nha quý vị nha. Lo này ai có phòng khách rộng rộng thì chân thì rất tuyệt vời đẹp luôn quý vị. Và bề ngang phía mặt trước là 40cm nhanh em nha, 40 hơn chút ha. Đó, cái chỗ bầu này là nó tới 42 lần nè. Bầu ngang cái cua rất là đẹp nè ha. Và ở phía sau thì nó làm giật nhỏ lại là được 20. Đó. Và cái hậu của nó sâu là 28, không lớn, có lớn nữa thì 30 hơn. Đó là cái thước sơ bộ của nó. Cái thùng rất cao, bát thì cái bát 30 thôi. Thùng gì nó làm gì cho nên là bát nó quýnh rất là ấm hả vì ha, gặp và cũng sâu lắm ha. Đó thì xung quanh của nó là toàn là gỗ đẹp lắm nha quý vị nha, gỗ sồi lạng, ý gỗ sồi nguyên khối, gỗ hết luôn. Đó, các phần sau đít này cũng gỗ luôn gì ha. Đó, phần sau đít của nó cũng gỗ luôn, nói chung là gỗ xung quanh hết cái mặt của nó cũng gỗ luôn gì ha. Đó, và cái căng của nó thì rất là đẹp, cái căng zin và bằng nhựa ha. Đây căng zin nha, căng nhựa, đây căng zin nha quý vị nha. Đó, mặt gỗ vàng ươm luôn, rất là đẹp ha. Đôi này thì được cái thì hai vân gỗ của nó cũng khá là trùng nhau. Đó, đây quý vị ha, khi mà mặt tiền của nó được mở ra, đó hai vân gỗ cũng khá trùng nhau ha. Đây căng zin sò, căng zin của nó nha. Đó, cấu hình rất là khủng quý vị ha. Bát thì 30cm, mét thì 16cm, một cái mét đơm to chà bá tầm 12, 14 gì đó. Đó, và một cái chép dạng chép đơm thôi, độc quyền nó làm rất tiếng rất là sáng, cũng rất là chịu lực cho anh em nghe. Đó, chỉ một cái chép thôi, chịu chơi hòa âm chung với ba cái lo này thì quý vị biết rồi. Cái độ chịu lực, cái độ hay của nó cỡ nào quý vị ha. Đó, quá đẹp. Bây giờ thì em sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một đoạn ha. Nhạc thì cũng tiếp tục là nhạc và tấu không lời ha, nhưng mà tiếng rất là hay, bass quýnh một cái là đầy phòng luôn quý vị. Đây quý vị ha, mời quý vị và các bạn nghe một đoạn nhạc nha. Đấy, yeah.
Rồi đi ha. Rất là hay. Cắt âm thì đẳng cấp. Thương hiệu thì cũng đẳng cấp của Mỹ. Hình thức lo thì rất đẹp và sang trọng. Trưng bày phòng khách là thôi, vàng tím tím luôn. Đó. Một màu vàng sang trọng cực kỳ luôn. Bảo đảm với quý vị và các bạn đôi lo này chắc âm không bao giờ tại quý vị ha. Quý vị thì không tin thì gì thì cứ nghiên cứu trên các diễn đàn ha. Rồi vị nào mà sở hữu được đôi lo này nữa thì thôi tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đó, đôi lo này thì shop em giao lưu rất là rẻ vậy ha. Giá thì chỉ lay quay tầm 20 triệu thôi gì. Đó. Quý vị và các bạn nào quan tâm đôi lo này thì hãy liên hệ với Trần Thảo Khang qua số điện thoại 0902 764 784 nha quý vị. Em sẽ hỗ trợ nhiệt tình để cho quý vị và các bạn có lo xịn chơi luôn nha. Đôi lo này rất là khủng nha quý vị nha. Cao to đẹp trai, lực lưỡng luôn. Đó. Quý vị có đi ngang qua xem được clip nhé, cho em xin một like trên clip quý vị nha. Quý vị chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ em quý vị nha. Và quý vị đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên những clip mà em up lên sớm nhất mỗi ngày nha quý vị nha. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.